Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con đang nhận việc thành kính anh lễ cho tâm định và thân chào tất cả quý đại hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma được thực hiện giáo đẳng biên soạn bài 32 tổng lược về tâm do thượng tọa giáo đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp cảnh để tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh để tam bảo Nam Mô Bổn Sư nhé. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiền thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bích Thầy Giá Sở Thiếu Lành Thầy, chúng con kính thưa ân thần tâm linh hạnh. Kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma bài 32 tổng lược về tâm. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa Tế Sư Từ Bi dẫn dắt bài học. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào Thượng Đại Chất Đẳng, cùng chư tăng đức và thân chào tất cả quý thiên nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Bài học hôm nay chúng ta tổng lược lại phần tâm, một trong 21 tâm. Chúng ta có thể tổng lược lại nhiều thứ, nhiều khía cạnh. Như trong bài học hôm nay thì giáo trình được biên soạn Thượng Tọa Giác Đẳng tổng lược lại cho chúng ta 5 phần. Thứ nhất, là nói đến tâm là một. Thức uẩn trong tứ nhân uẩn, hoặc là trong ngũ uẩn. Khía cạnh thứ hai, tâm được tổng lược theo phẩm, hai phẩm cầu hiện thế và siêu thế. Thứ ba là phân cái vai trò trong cuộc sống, tiềm thức, cơ năng và sinh. Thứ tư là tâm phân theo bốn chủng loại: tâm bất thiện, tâm thiện, tâm quả và tâm tố. Và thứ năm là tâm theo bốn cảnh giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Trong phần giáo trình thắng pháp sơ cấp, từ xưa đến giờ thì chúng ta còn phân ra nhiều thứ nữa, nhiều khía cạnh nữa. Cái chuyện đó thì sẽ bàn sau, sau khi chúng ta nghe cái bài học này. Còn bây giờ thì xin mời cô Lan Gia Nguyệt đọc cho bài học, sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Thầy giáo sư Tiểu Lành Thầy, chúng con kính chân từng tận tự siêu đã dẫn nhập chiều học. Chị sĩ con xin được đọc phần nội dung. Học hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 32, tổng lược về tâm.
sau khi đã học qua phần tâm, chích tác, nên được lại một số khía cạnh mà qua đó tâm được phân loại. Ngoài sự phân loại, người học nên tạo sự quen thuộc đối với biểu đồ. Biểu đồ không những giúp cho dễ nhớ mà còn hỗ trợ nhiều trong sự nhận hiểu ý nghĩa của bài học. Tâm được hiểu của một trạng thái, sự biết cảnh hay thức quẩn. Tâm, chứ ta, trong ý nghĩa đơn thuần nhất là sự biết cảnh. Trong bốn danh quẩn, thọ, tưởng, hành, thức, thì thọ, tưởng, hành là những thuộc tánh, tức là tâm sở, trong lúc thức thuộc chính là tâm. Tất cả tâm đều là sự hỗn hợp của bốn danh quẩn. Giống như trong tất cả chất loãng có nước, khi được pha trộn với những hợp chất khác thì tạo nên nước biển, nước súp, nước mắt, v.v. Tuy nhiên, nước có thể tồn tại không cần những hợp chất trong lúc tâm hay thức. Tâm hay thức quẩn luôn đi với thọ, tưởng, hành, thức. Nên cẩn thận. Quẩn trong tấn pháp tạng không thể quan sát riêng biệt mà chỉ có thể hiểu theo tư duy trong lúc theo kinh tạng thì có thể quan sát từng quẩn riêng biệt. Là sự khác biệt giữa hai cách trình bày theo vĩ mô và vi mô. Tâm được hiểu có hai phạm trù, hiệp thế và siêu thế. Tâm siêu thế chỉ biết cảnh niết bàn, tức là niết bàn hay niết bàn, mang tánh đột phá khi nhận thức pháp vô vi hay pháp không do duyên tạo. Trong lúc tâm hiệp thế, mặc dù có trường hợp biết cảnh niết bàn, nhưng hầu hết biết cảnh hữu vi hay sở tạo của duyên. Thí dụ như một người mới lớn lên chỉ quan tâm thưởng thức cái gì thuộc về bản thân do mình tạo như tâm hiệp thế, nhưng đến một trình độ nào đó thì có thể cảm nhận được những giá trị không liên hệ gì với nhân ngã vị thử, thí dụ cho tâm siêu thế. Nên cẩn thận, có vài trường hợp tâm hiệp thế như tâm đại thiện và tâm đại tố dùng chế tịnh hảo có thể biết cảnh niết bàn nhưng không có hiệu ứng như tâm đạo và tâm quả siêu thế. Tâm được hiểu có ba vai trò trong cuộc sống: tiềm thức, cơ năng, xử lý. Có thứ tâm tiềm tàng trong cuộc sống gọi là pháp văn đó, tức là tiềm thức. Có những thứ tâm xuất hiện khác biệt với tiềm thức, tạm gọi là hoạt thức. Những hoạt thức có thể chia làm hai là loại tâm cơ năng làm việc máy móc và tâm xử lý. Ba vị thế này được nêu rõ trong diễn trình tâm thức, cho thấy sự tương quan giữa nhân và quả. Đây là sự tế nhị chỉ có thể tìm trong thắng pháp tạng. Trong lúc kinh tạng, chỉ có thể nói đại lược về nghiệp, quả và phiền não. Lấy thí dụ, một người ngắm cảnh sơn thủy hữu tình, theo thắng pháp tạng thì thị giác biết cảnh đẹp là quả của quá khứ. Cao hứng làm thơ thuộc về tâm xử lý, sẽ quên á. Tài hoa có thể là thói quen từ đời trước, nhưng không phải là một thứ quả của nghiệp, mà trái lại là nhân tạo quả. Tâm được hiểu có bốn chủng loại: tâm bất thiện, tâm thiện, tâm quả, tâm tố. Trong cái nhìn thường thức, thì một người có tánh xấu hay đức tính đáng quý có thể do nghiệp quá khứ từ nhiều đời trước. Thắng pháp tạng phân rõ tâm nào là quả, tâm nào là nhân. Tâm nào không là quả cũng không là nhân. Sự phân định rõ ràng này tạo nên cái nhìn rất khác với cách hiểu bình thường. Tâm bất thiện và tâm thiện là những tâm tạo quả. Tâm bất thiện, tâm phiền não, hàm chứa vô minh và ái. Hàm chứa vô minh và ái có năng lực chi phối không những trong tâm bất thiện và cả tâm thiện hiệp thế. Tâm quả là những thứ tâm tạo thành cho tâm thiện hay tâm bất thiện. Tâm tố hay tâm di tác, ngoại trừ hai tâm kháng ngũ môn và kháng ý môn, là tâm của chư vị A-la-hán, không còn vô minh và ái dục, nên chỉ có hành động chứ không tạo quả. Nên cẩn thận, hai tâm kháng ngũ môn và kháng ý môn gọi là tâm tố, vì thường làm việc máy móc, không là quả, cũng không tạo quả. Nên đọc lại tâm quả siêu thế Phalachitta để hiểu sự khác biệt với các tâm quả hiện thế Vipakachitta. Tâm được hiểu có bốn cảnh giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế.
Sự phân loại này rất cần thiết, nhưng có thể tạo ra nhiều ngộ nhận. Nên đọc từ cái sau ra trước thì dễ hiểu hơn. Tâm siêu thế chỉ biết cảnh Niết Bàn á. Tâm vô sắc giới chỉ biết thiền cảnh vô sắc. Tâm sắc giới chỉ biết thiền cảnh sắc giới. Tâm dục giới là loại tâm đa nhiệm, đa sự, đa cảnh, đa năng. Tất cả chúng sanh không tu tập thì sống bằng tâm dục giới. Chư vị Phạm Thiên và Phật chứng thiền, ngoài lúc nhập thiền, vẫn dùng tâm dục giới trong sinh hoạt bình thường. Chư vị Thánh Nhân, ngoài lúc đắc đạo và nhập thiền quả, cũng sử dụng tâm dục giới. Nên cẩn thận, chỉ dục, ca mắt, trong dục giới thường được hiểu với ý nghĩa tiêu cực. Trong Thắng Pháp Tạng, kể các kinh tạng, năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, gọi là năm dục trưởng dưỡng, Kamaguna. Từ ý nghĩa đó dẫn đến tâm dục giới, nhưng không có nghĩa là các tâm dục giới luôn đi với dục vọng và chỉ biết có năm cảnh dục. Như trong khu thương mại, không phải tất cả cơ sở đều là mua bán. Dạ, hình ảnh minh họa thì chúng con chưa nhận được nên xin khoan Linh. Phần bài học trước thì con thấy Thiền Tòa Chất Đẳng gửi là bài trước là tâm quả siêu thế và bài học tiếp theo sẽ là tổng lực về tâm. Con nghĩ cái này chưa có đổi lại. Con xin kính thỉnh Thiền Tòa Chất Đẳng nó một bức thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy, kính đại lễ Thượng Tọa Thượng Siêu, đại lễ chư Tôn Đức Thượng Chào tất cả quý Phật tử. Bạch quý ngài và thưa Phật tử, hôm nay chúng ta dành một buổi học để ôm nhắc lại toàn bộ về tâm. Sự ôm nhắc này không phải là chỉ là một cái điểm lại một số nét chính, mà thật ra nó rất là quan trọng. Sự phân loại của tâm là nó rất là cần cho bất cứ người học nào. Và như lời Thượng Tọa Thượng Siêu thì chúng ta có thể có rất nhiều cách để phân về tâm. Thí dụ như chúng ta nói về tâm tương ưng, bất tương ưng, tâm vô trợ hữu trợ, thọ hỷ thọ xả, vân vân, tâm về thọ. Nhưng mà đặc biệt ở tại đây thì chúng tôi chỉ chọn ra những sự phân loại mà chúng tôi cảm thấy rằng quan trọng nhất cho người học. Về điểm này thì Bạch Chí Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử, trước khi đi vào thì chúng tôi cũng phải chúng tôi phải dùng một vài cái thí dụ. Ở trong những thí dụ này về phương diện thường thức á, nhưng mà chúng ta sẽ tạm hiểu về trước khi đề cập đến các thí dụ đó. Thì cho đến giờ này đó, ở trong một thắng pháp, dù là giảng bằng tiếng Anh hay là giảng bằng tiếng Việt, thì thứ vì các vị giảng sư vẫn không có một cái phân định rõ về những cái mạo từ mà chúng ta đề cập đến tâm. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta nói về cái tâm, chúng ta nói về sát na tâm, nói về cái tâm, nói về thứ tâm, nói về loại tâm, và gọi là cái thứ loại sát na vân vân. Thì đặc biệt là loại và thứ đó, nó lại chưa được phân rõ. Thật ra chúng tôi cũng phải chịu thử. Ví dụ như là chúng ta nói rằng tâm dục giới tịnh hảo thì có ba thứ, là tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm duy tác dục giới, tâm tố dục giới tịnh hảo. Nhưng mà tâm thiện dục giới thì có 8 cái, thì nghe nó cũng kỳ. Nhưng mà phân là loại, là cái, là thứ đó,
thì nó lại tốt để cho người học đó, hiểu rằng có một cái nhóm và có một cái riêng lẻ. Ví dụ như mình học sâu hồn thì họ cũng có tâm đó, và có khi gọi là tâm dục giới cũng tâm đó, khi gọi là tâm hiệp thế cũng có cái tâm đó, có khi gọi là tâm tâm thiện có tâm đó, rồi tâm hữu nhân hay tâm vô nhân vô. Nhưng mà kỳ thật nó học sự chồng lẫn. Dạ, thành ra chúng tôi cũng phải thưa rằng cho đến giờ này chúng tôi không có đem cái mạo từ đó vào ở trong cách gọi các loại tâm, bởi vì đưa vào nó hơi lúng cúng một chút. Nhưng mà người học thì nên phân biệt. Dạ, ví dụ như tâm có bao nhiêu loại, một có bao nhiêu thứ có bao nhiêu cái chẳng hạn. Thật ra trong tiếng Việt tâm chúng ta thì chưa có phần này. Đó là cái khổ khi mà mình học. Nếu mà quý vị nào mà có biết về quân đội đó thì người ta hay chia ra, ví dụ như một sư đoàn có bao nhiêu trung đoàn bao nhiêu tiểu đoàn, một tiểu đoàn có bao nhiêu đại đội, một đại đội bao nhiêu trung đội bao nhiêu tiểu đội chẳng hạn, thì cái sự phân chia như vậy nó dễ đi. Còn ở tại đây đó thì quả thật cái cách gọi về tâm đó, nó không có. Ví dụ mình nói là tâm học thế, tâm siêu thế, tâm dục giới, sắc giới, rồi bây giờ mình nói là một cái tâm tham thọ hỷ học tà vô trợ, nó là tâm tham mà nó cũng là tâm bất thiện, nó cũng là tâm dục giới, nó cũng là tâm hiệp thế. Thì như vậy là quý vị nghe từ cái sau nghe một nghe cũng cái tâm đó mà sao nó có nhiều tên gọi khác nhau. Bây giờ nó lại có một vấn đề nữa, đó là vấn đề chồng lấn, vấn đề chồng lấn trong cách phân loại. Đây là cái mà rất là quan trọng nhưng mà nó thường làm cho người học bối rối. Chúng tôi lấy ví dụ như là ngay trong quân đội ngày nay, người ta không có, người ta chưa có một cái cách để người ta phân biệt hoàn toàn. Ví dụ như người Việt Nam của chúng ta, có đôi khi trong cái sự trang bị ấy, thì chúng ta nói là lục quân, không quân và hải quân. Thì lục quân thì có lính bộ binh, thiết giáp, pháo binh v.v. rồi hải quân, đào chiến v.v. Nhưng mà ở trong quân đội Hoa Kỳ ấy, thì người ta dùng chữ Navy. Thì ở trong Navy ấy, mà chúng ta làm gọi là hải quân ấy, kỳ thật ở trong Navy có không quân. Và không quân của hải quân, ví dụ những chiếc hàng không mẫu hạm, chở máy bay. Và ở trong Navy thì họ cũng có mang theo những cái binh chủng như là thủy quân lục chiến. Nhưng mà mặc dù Marine họ phân riêng. Nhưng mà cái phân này nó khó. Dạ, nó khó lắm. Ví dụ như là thủy quân lục chiến thì họ cũng có những cái chiến xa. Rồi họ cũng có trực thăng, rồi họ máy bay. Rồi ở trong bộ binh thì cũng có máy bay. Vân vân thì... nếu chúng ta phân ra rạch rồi á, là mình nói rằng hải quân thì chỉ có tàu chiến dưới nước thì nghe nó cũng kỳ. Hải quân thì họ cũng có, Navy thì họ cũng có máy bay, vậy chứ không phải không có máy bay. Thí dụ như vậy, nó là cái rất là phiền. Nên cái sự phân loại đó nó là mang cái cách tương đối, nhưng mà nó cũng dễ làm cho chúng ta nhầm lẫn, ngộ nhận lắm. Và rất là dễ ngộ nhận về điểm này. Chúng tôi xin thưa rằng sự phân loại đặc biệt cần thiết, nhưng mà nó lại lộn xộn. Và nó lại lộn xộn. Giống như quý vị đi học ở trong trường, những cái môn học, ví dụ như ở trường người ta hay phân là sociology là xã hội học, rồi anthropology là nhân chủng học, rồi psychology là tâm lý học. Nhưng mà khi chúng ta học về nhân chủng học thì chúng ta cũng học về xã hội học, học về tâm lý học, nhiều thứ, chứ không phải là bây giờ chia ra học về xã hội học mà không biết gì về tâm lý học cũng được, hay học nhân chủng học mà không biết về tâm lý học, về xã hội học thì cũng được. Mình chia là tạm chia như vậy. Yeah. Cái chữ tạm ở trong Phật Pháp của đôi khi rất là hay, thưa quý vị. Tạm gọi, tạm chia, tức là đừng có đặt vấn đề đó một cách tuyệt đối. Yeah. Cái mà chúng tôi sợ nhất là khi mình học á, cái đầu óc mình nó đóng khung. Và khi nó đóng khung rồi đó thì nó tạo ra rất nhiều cái ngộ nhận. Quý vị thấy trong cuộc sống chúng ta mà cái gì đóng khung là chỉ là ngộ nhận thôi.
con người mình, ví dụ như mình phải phân biệt đàn ông và đàn bà, nhưng mà có những người họ sống họ có cái phân biệt đàn bà là vậy đó, và đàn bà với là bôi đũa cái đó mà thì nó cũng sai. Và thật ra có những người đàn bà rất là vĩ đại, có những người đàn bà họ rất là rộng, mà đàn ông cũng phải là họ tốt, hay là mình nói về da trắng da đen như vậy đó, thì cái sự phân biệt đó có khi nó lại giúp, mà có khi nó lại rất là sai, bởi vì trong cái nhìn nó đóng khung. Nó đóng khung bởi vì khi mà mình học, mình phải học với cái tâm tư tương đối rất là cởi mở. Chúng ta hiểu mỗi một cái lĩnh vực, mỗi điều mà nói đến nó có tính cách cố định, có tính cách bất định, và không nên hiểu một cách hoàn toàn theo một chiều. Về điểm này thì chúng ta đã nhắc lại rất là nhiều ở trong cái những cái phần này, mà quý vị thấy chúng tôi có dùng đặc biệt dùng một cái icon gọi là nên cẩn thận. Nên cẩn thận, cái đó là cái mà chúng ta phải quan tâm lắm. Khi mà mình học không khéo thì tự mình đó là mình sa vào cái bẫy của chính mình, do những cái nhìn nó có tính cách là đóng khung, có tính cách là cục bộ, rồi từ đó đó mình đem mà áp dụng các tên thì nó không có đúng vào đâu hết. Thưa vì chúng tôi có một cái dịp để mà tiếp xúc với một số những cái phương thuốc của người Âu Châu, ví dụ người Thụy Điển hay là người Thụy Sĩ vân vân, thì người ta không có phân biệt gay gắt như là chúng ta phân biệt đi và thuốc nam. Người ta không có phân biệt về thuốc dân tộc chẳng hạn, thì tương đối là cái nhìn của họ về khác. Còn ở Việt Nam chúng ta đó thì thuốc tây là thuốc tây, mà thuốc nam là thuốc nam, đôi khi cái sự phân biệt gay gắt đó, nó tạo cho chúng ta một cái đường ranh không cần thiết. Dĩ nhiên có những lúc cần, có những lúc không cần. Vì vậy cái học của một người mà khéo học, mà biết học đó, là mình phải làm cho sáng cho rõ. Và nếu mình không làm cho sáng cho rõ nè, mà mình chỉ chú trọng về vấn đề phân ranh, đôi lúc nó có vấn đề. Thì bây giờ quý vị, chúng ta đi vào một số các cái sự phân loại, mà sự phân loại đầu tiên nó là sự không phân loại, nhưng mà nó là cái nhức đầu. Và nhức đầu cái sự không phân loại này đó là chúng tôi tạm gọi là tâm chỉ có một thôi. Tâm chỉ có một là biết cảnh. Biết cảnh, nhưng mà rồi quý vị nói thấy ở đây là chúng ta có 121 thứ tâm, chúng ta có 89 thứ tâm, thì những cái này thì nó cũng hơi dài dòng, nhưng mà chúng tôi tạm gọi là chúng ta lấy nước nước mưa, chúng ta lấy nước súc, chúng ta lấy nước biển, chúng ta lấy nước muối, nước thì có hàng bao nhiêu thứ chất loãng á, bao nhiêu thứ chất loãng, nhưng mà cái căn bản của nước H2O trong khoa học thì nước là nước, và nước là nước, và những cái hợp chất khác đi vào nó khiến cho nước trở thành nước này nước kia, đó là một chuyện khác nữa, nhưng mà căn bản nước là nước. Và thì ở trong bốn cái danh quận á, là thọ tưởng hành thức á, thì thứ vì bốn trên quẩn này thì tâm được nói về thức quẩn, và thọ tưởng hành nói về các cái thuộc tính hay là tâm sở. Thì câu chuyện về tâm và các thuộc tính chúng ta sẽ nói vào buổi học tới đi. Cũng xin lỗi cô Lăng Dầu Nguyệt là hồi nãy cô có đề cập đó, chúng tôi không có cập nhật kịp cái bài học cũ đó, là tuần tới chúng ta sẽ nói về thuộc tính của tâm. Ở đây thì thứ vì chúng ta nói bốn danh quẩn là thọ tưởng hành thức, thì nói về tâm thì nó là thức quẩn. Thì ở đây quý vị cũng có thể hơi bối rối một chút. Dạ, bối rối một chút. Chúng ta nói đến 121 thứ tâm. Thí dụ như mình nói rằng tâm tham, tâm sân, tâm si. Thật ra khi chúng ta gọi là tâm tham thì ở trong đó là một thứ tâm, một cái thức mà nó đã cộng với những thuộc tính, nó mới biến thành tâm tham. Nếu mà chỉ đơn từng thức không á,
thì dù là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, dù là tâm thiện tâm bất thiện vân vân, thì cái tâm nó chỉ một thứ là biết cảnh thôi. Đức Phật ngài có dùng một cái thí dụ là lửa đó, thì người ta nói là lửa củi, lửa rôm, lửa rác vân vân. Nếu mà mình dùng củi thì mình đốt gọi là lửa củi, dùng ga gọi là lửa ga, dùng rôm gọi là lửa rôm, nhưng mà kỳ thật đó là lửa, dạ là lửa. Thì cũng tương tự như vậy, tâm chỉ có một, đó là biết cảnh. Dạ, tâm chỉ một là biết cảnh. Bởi vì ở trong Tăng Chi Bộ thì Đức Phật nói cái tâm này chói sáng, tại vì cái sự biết cảnh nó là một cái thực thể rất là đặc thù. Dạ. Ngày hôm nay nhân loại có một cái ước mơ rất là lớn, đó là làm sao để có được cái gọi là AI. AI là một danh từ, một cái chữ viết tắt mà bây giờ chúng ta càng lúc chúng ta sẽ càng nghe nhiều hơn, đó là artificial intelligence, tức là trí thông minh nhân tạo. Dạ, trí thông minh nhân tạo. Kỳ thật thì AI này đó nó rất là khác với với cái trí tuệ biết của tâm của chúng ta. AI tức là những cái lập trình, những lập trình đã được đưa sẵn vào ở trong một bộ máy, và bộ máy đó có khả năng để compute, để tính toán rất là nhanh. Nhanh đến nỗi giống như là chúng ta click một cái click ở trên màn hình thì máy nó phản ứng liền. Nhưng mà cái nó cũng là một thứ thông minh nhân tạo đó. Nhưng mà cái thông minh nhân tạo này nó chưa bằng cái mà chúng ta sẽ tưởng tượng về sau này. Thí dụ là thông minh nhân tạo được cài đặt trên một chiếc máy bay không có phi công, và chiếc máy bay đó có khả năng xử lý là không đụng những chiếc máy bay khác, không đụng những vật thể khác, và có khả năng xử lý chiếc máy bay ở trong tình huống thời tiết xấu, ở trong cái thời tiết là đọc radar của địch vân vân. Thì cái artificial intelligence này đó, nó là những cái thảo, nó lập trình, và những lập trình này đó vốn đã được cài đặt, nó được dạy cho cái máy là gặp trường hợp như vậy phải phản ứng như vậy vân vân. Thì cái đó là một giấc mơ của nhân loại. Dĩ nhiên ngày nay là lĩnh vực mà thông minh nhân tạo nó đi một bước thì chúng ta không có nghĩ được. Nhưng mà cái thông minh nhân tạo này nó là một sự tương tác giữa những cái context trong một cái thảo, trong một cái lập trình. Chúng ta không đi sâu vào cái này, nhưng mà riêng về cái tâm gọi là vinyana, dạ, tâm citta, citta là bao gồm cả vinyana. Ở đây chúng ta có phân biệt như vậy, nhưng mà vinyana thức ở đây là thức, nghĩa là biết cảnh. Dạ. Cái biết cảnh này nó tương tự như là quý vị nhìn vào máy, quý vị nghe chúng tôi nói chuyện, quý vị biết là đây là thượng tọa tự siêu, đây là thượng tọa pháp tân, đây là bài giảng, đây là vân vân. Cái biết đó, cái biết là sự phân biệt, cái biết đó chúng ta gọi là thức. Thì cái biết của mắt hay là thị giác là nhãn thức, cái biết của tai chúng ta gọi là thính giác hay nhĩ thức, cái biết của mũi chúng ta gọi là khứu giác hay là trực thức vân vân. Thì tâm chỉ có một thôi, đó là biết cảnh chúng ta gọi là thức quẩn. Dĩ nhiên là trong rất nhiều trường hợp tâm ý thức ba danh từ vinh nha đó, mana và citta thì xài trộn lẫn với nhau. Nhưng mà thưa quý vị, khi có những trường hợp như trong một tâm thì có bốn danh quẩn là thọ tưởng hành thức, thì chỉ thức ở đây cũng sẽ phải đặc biệt. Hay là tâm mà có sáu nhãn thức, nhĩ thức, kỹ thức, thiền thức, thân thức, ý thức, thì cái tâm riêng mà ý riêng, thức riêng, hiểu trong cái nghĩa riêng, mặc dù chúng ta xài hiểu nghĩa chung, cái chuyện đó chúng ta đã từng nói đến, nhưng bây giờ nói lại nó rất là nhiều. Thì chúng ta nhớ rằng trong cái thí dụ hồi nãy chúng tôi có đề cập
là Đức Phật Ngài dạy rằng lửa nó cháy bằng cái nhiên liệu nào thì nó gọi tên cái nhiên liệu đó, nhưng căn bản lửa là lửa. Lửa đốt củi, lửa đốt bằng rôm, lửa đốt bằng phần bò thì đặt tên khác nhau, nhưng mà lửa là lửa. Và tâm cũng vậy. Và tâm ở đây chúng ta nói nhiều thứ tâm, nhưng mà căn bản là tâm là biết cảnh. Và cái này là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Bây giờ thưa quý vị, cái sự phân loại kế tiếp mà chúng ta muốn đề cập nó tương đối rất là đơn giản về cách trình bày, nhưng mà thật ra nó không đơn giản về cách hiểu của chúng ta. Đó là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Căn bản là tâm hiệp thế đó, là tâm hầu hết là biết cảnh hữu biệt. Có một vài trường hợp tâm hiệp thế biết cảnh biết bàn, như là tâm đại tố hay là tâm đại thiện. Việc đó chúng ta có lưu ý một chút, nhưng mà căn bản là tâm biết cảnh hữu vi. Và tâm biết cảnh hữu vi đó thì thưa quý vị, nó nhìn sự vật do nhân do duyên mà tạo thành. Còn cái tâm biết cảnh vô vi là biết cảnh niết bàn, là không phải do nhân do duyên mà tạo thành. Thì chúng tôi tạm lấy một cái ví dụ là tất cả những nhận thức của chúng ta, thưa quý vị, nó đều bị ảnh hưởng hết. Như bây giờ chúng tôi nói rằng cái chữ hôm nay chúng ta học về tâm, cũng nói về chữ tâm, nghe âm thanh đó, đọc chữ đó, nhưng mà chữ đó theo thiền tọa tự siêu thì hiểu khác, một quý Phật tử hiểu khác nghe âm thanh đó cũng một âm thanh thôi, tại vì cái học, cái văn hóa, cái môi trường gửi lên nó khác đi. Cũng giống như chúng tôi đang ở thành phố Houston, cũng đường xá, cũng building như vậy, nhưng mà Houston trong lòng của chúng tôi nó khác với trong lòng những người khác. Nó tùy vào mình ở lâu hay ở một vài tháng, một vài ngày, hay là mới đến. Và cái quá khứ trình mình là người Việt, mình nhìn thấy cái thành phố Houston khác so với một người Mỹ lớn lên ở tại đây. Thì những người mà họ nói về môn hội họa đó, họ nói rằng cũng trái táo. Nhưng mà mình lúc mình đối bụng nhìn thấy trái táo khác. Lúc mà mình no mình thấy trái táo khác. Mình là người Việt Nam thấy trái táo khác, người Mỹ nhìn thấy trái táo khác. Chúng tôi lấy ví dụ như là đôi khi cũng thời trái táo mà chúng ta thích trái táo táo Lào hơn, và trong khi đó người khác thì họ thích trái táo của Mỹ hơn, ví dụ vậy. Thì bây giờ tại sao có sự khác biệt trong cách nhận thức, là cũng thời đối tượng đó, nhưng mà tâm của chúng ta nó được tác động bởi điều kiện, bởi vì khi mình khỏe mình nhìn thấy vấn đề khác, mà không khỏe thấy vấn đề khác, khi mình đói thấy vấn đề khác, mình no vấn đề khác. Cái đó chúng ta gọi là hữu vi, là cái bị ảnh hưởng, bị tác thành, bị cái duyên ảnh hưởng. Và rất ít trường hợp, hầu như rất là khó để chúng ta nhìn sự vật ở cái mức độ chúng ta gọi là yatha bhutam, chúng ta gọi là như nhiên. Như nhiên có nghĩa là sự thật như thế nào thì nhận như vậy, mà không thêm, không bớt, không mang vào đó định kiến, thành kiến, không mang vào đó về ký ức, về quá khứ của chúng ta. Thì cái biết như nhiên đó, đó nó không dễ. Nó giống như là tâm siêu thế và biết cảnh niết bàn. Thôi biết cảnh niết bàn, niết bàn không thể được biết bằng một cái bằng một cái vốn liếng trong quá khứ. Niết bàn không thể được biết dựa trên sự đối đãi, biết bạn không thể được biết qua cái nhìn này và nhìn khác. Cái này nó khó lắm ạ, rất là khó. Tại vì sao vậy? Đa số khi mà chúng ta nói về cái gì đó thì chúng ta dựa trên một cơ sở để mà nói. Cái cơ sở đó nó mang cái tính gọi là định kiến, thành kiến, chủ kiến. Và những cái cơ sở này đó nó không cho chúng ta đến ở một cái trình độ là hiểu là hoàn toàn
khách quan, sự thật, sự vật như thế nào, mình biết như vậy. Thật ra trong trong kinh đó, khi mà đề cập đến một cái hiệu khí, cái tamata là pháp tánh, yatha putang là như nhiên, cái tính cách tên như thế nào mình biết như vậy, mà mình không thêm không bớt, không vẽ đắng thêm chân thì chúng nó không dễ, không có. Nói tóm lại là ở trên một cái nhìn nào đó thì chúng ta thường rất là chủ quan, bởi vì tâm của chúng ta nó sanh do nhân do duyên, và do nhân do duyên cũng thời thấy tượng Phật, cũng có thời thấy một cái hoa, nhưng mà mỗi người có cái nhìn khác nhau, và đạt đến mức độ mà không có còn bị chi phối nữa, nó khác. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến tâm hiệp thế đó, là không phải tất cả tâm hiệp thế đều là tâm chủ quan, nhưng mà chúng ta nói tâm siêu thế là tâm tuyệt đối, chỉ biết cảnh niết bàn, và cảnh niết bàn đó là vô vi pháp, nó vượt ngoài những cái kết cấu bình thường mà chúng ta có. Ở đây chúng tôi có đưa ra một thí dụ về tâm hiệp thế và tâm siêu thế đó, để chúng ta thấy sự khác biệt rất lớn khi mà tâm biết cảnh niết bàn. Là một cái người hồi còn trẻ lớn lên đó, mới lớn lên đó, thì chúng ta hay quan niệm mọi sự vật theo tính cách là đây là ta, là của ta, tự ngã của ta, nhân ngã bị thử, chúng ta đem vào trong đó để mà chúng ta nhìn sự việc. Cho đến một cái tuổi nào đó đó, cho đến một cái trình độ nào đó ở trong cuộc sống đó, thì đôi khi chúng ta đọc một bài văn hay, mà bài văn nó được viết bởi mình, hay được viết bởi một kẻ thù của mình, hay được viết một ai đó mình không thích đó, thì mình vẫn cảm được cái hay, mặc dù là cái tác giả đó là ai đi nữa. Thì có những cái hay vượt thời gian, có những cái hay nó vượt qua khỏi cái vị tuyến, có những hay nó vượt qua cái biên giới của này chứ. Lúc đó người ta chỉ nhìn đơn giản hay là hay thôi, chứ nó không còn nằm ở trong cái định kiến nữa. Thì cái này nó khó, rất là khó. Thì ở đây chúng tôi nhắc quý vị phải rất là cẩn thận, là tâm hiệp thế nó vẫn có thể biết cảnh niết bàn được, nhưng mà chúng ta phải nói là tâm siêu thế là đa phần khi mà tâm hiệp thế thì biết nhiều thứ, nhưng mà tâm siêu thế chỉ biết một thứ, đó là niết bàn. Và qua tâm đạo tâm quả như chúng ta học trong 3-4 bài học trước đây, và tâm siêu thế tuyệt đối chỉ biết cảnh niết bàn, và tâm hiệp thế thì biết nhiều cái cảnh giới khác nhau. Bây giờ thì thứ gì một cái người học đó nên hiểu rõ là tại sao tâm đó, nó có nhiều loại. Và về điểm này đó, điểm mà chúng tôi sắp nói đến về cái vai trò của tâm là tâm về tiềm thức, về hoạt thức. Ở trong hoạt thức có những cái tâm cơ năng và tâm xử lý đó. Thì về điểm này có thể được quan tâm nhiều bởi những vị dạy về duy thức. Ở duy thức thì có nói đến tàn thức, chúng ta nói a la gia thức, nói mạt na thức, a la gia thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân rồi ý thức, nhưng mà rồi có mạt na rồi tàn rồi a la gia. Nhưng mà riêng trong thắng pháp tạng á, Abhidhamma của tạng Pali, thì chúng ta nên hiểu như vậy là có những thứ tâm mà đó là việc cái cách tiềm thức. Những cái tâm này là tâm quả, tâm quả, và mặc dù nó là tiềm thức nhưng nó ảnh hưởng cuộc sống rất là lớn. Như chúng tôi nói rằng, nếu một người tục sinh bằng tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì do tục sinh bằng tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ, do đó tuy là đó là tiềm thức, nhưng mà cái tính chất của người đó là do thọ hỷ nên tiềm thức thọ hỷ nên họ là người vui vẻ. Và quý vị thấy có những người rất là điềm đạm mà sanh bằng tâm thọ xả, mà có những người sanh bằng tâm thọ hỷ thì họ vui vẻ. Học trí là tương đối họ bén nhạy, thông minh, họ hay dùng tới trí. Mà vô trợ thì họ lanh lẹ. Có những người mà sanh ra bằng tâm ly trí thì họ chậm hiểu, và họ sanh tâm hữu trợ thì tương đối họ chậm chạp. Nhưng mà cái tiềm thức đó, cái ảnh hưởng nó ảnh hưởng cái gián tiếp nhiều hơn.
Và ngoài cái tiềm thức đó là cái nền hình, thì có những cái tâm xuất hiện đối lập với tiềm thức, chúng ta gọi là những hoạt thức. Yeah, những hoạt thức ví dụ như là ngoài lúc mình ngủ, mình ngủ bằng cái tâm tiềm thức thì thưa quý vị, hàng ngày mình nghe tiếng con chó sủa, nghe tiếng máy bay bay, hay là mình thấy một cảnh gì đẹp vân vân, thì tất cả những tâm sinh khởi chúng ta gọi là hoạt thức thì nó có hai thứ. Một thứ làm việc có tính cách máy móc, môi giới là cơ năng, và cơ năng thì cái tính cách nó không có đặt nặng về thiện bất thiện. Nhưng mà có những cái tâm xử lý, tâm xử lý này thường là tâm thiện, tâm bất thiện, và những tâm này nó tạo quả, và những tâm này nó có cái gọi là tạo nghiệp, tạo nghiệp gọi là tâm xử lý cảnh. Thì chúng ta nên hiểu, và nên hiểu một cái khái niệm về ba thứ tâm này, để chúng ta đừng có lầm lẫn, đừng có lầm lẫn. Cái này thì nó lại là một vấn đề rất là khúc chiết trong trong thắng pháp, trong thắng pháp. Và phải nói rằng vị nào mà thỉnh thoảng vào room để nghe pháp, nghe tội từ siêu hay là họ đăng, hay chúng tôi cũng thỉnh thoảng hay chưa bị khác mà giảng, có nhiều khi về đoạn này là phải đem thắng pháp vô. Tại vì ở trên thực tế, thưa quý vị, khi mà đề cập đến cái gọi là tạo nghiệp, tạo nghiệp và tâm mà sở tạo do nghiệp và sở tạo bởi nghiệp, thì ở trong kinh tạng không có nói rõ như là ở trong thắng pháp tạng. Ở trong kinh tạng cũng không có nói rõ như trong pháp tạng về điểm này. Và nhiều khi nó cũng có một cái nó có một cách nói tương hơi hơi khác biệt. Hơi khác biệt. Chúng tôi lấy một vài cái ví dụ mà hồi nãy chúng tôi có đề cập đến đoạn đầu, như là mình nói thọ tưởng hành thức là bốn cái danh quẩn, tức là quẩn thuộc về danh pháp, thuộc về tâm, thì bốn danh quẩn này là bất khả ly. Không bao giờ mà thức quẩn riêng mà không có thọ quẩn, tưởng quẩn, không bao giờ thọ quẩn riêng mà không có không có thức, không có hành. Nhưng mà riêng ở trong kinh tạng, như quý vị đọc bài kinh Vô Ngã Tướng, hay là trong thiền thì quán sát thọ là vô thường, thọ không phải là của ta, thọ cái gì là vô thường là khổ vân vân, thì chúng ta nhìn thọ tưởng hành thức riêng. Nhưng mà trong thất pháp tạng thì bất khả ly, không thể chia ra được. Còn ở trong trường hợp mà chúng ta nói đến cái nhân quả, thì nhiều khi ở trong kinh tạng thì chúng ta học một người sinh ra đời thông minh là do đời trước là thường đi đến các vị sa môn và la môn để hỏi thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Thì mình đọc như vậy có cảm tưởng là trí tuệ là quả, trí tuệ là quả. Nhưng mà kỳ thật thì ở trong thắng pháp ghi rất là rõ, ghi rất là rõ. Có những trường hợp mà trí tuệ là quả, có những trường hợp trí tuệ là nhân, thiêu trí tuệ trong tâm quả, hay là trí tuệ ở trong tâm thiện. Thì khi mà mình học vào trong giáo trình thắng pháp, chúng ta cố gắng mình nghe rất là vô tư, đừng có đem cái định kiến của kinh tạng vào giải thích. Cái đó chúng tôi rất là ngại, là vì chúng ta lấy kinh tạng mình giải thích đôi khi nó là đấu ngoài lãnh vực khác. Thì thứ vì khi mà chúng ta phân chia tâm mà theo tiềm thức và cơ năng và xử lý đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Và cái tâm xử lý cảnh đó, nó lại là một cái tâm xử lý sao va đá đó, nó lại là một cái gì rất là thú vị khi mà chúng ta đề cập đến cái cách nói về tâm trong thắng pháp. Ở đây tâm xử lý cảnh ấy, ngoại trừ tâm quả siêu thế, thì những tâm khác đó, nó lại là tâm nó thuộc về tâm bất thiện hay tâm thiện, tức là tâm tạo nghiệp. Tâm tạo nghiệp.
Ở trong tâm đạo thì không tâm tạo nghiệp, nhưng mà nó tạo ra tâm quả. Và tâm đạo tức là tâm siêu thế. Nói như vậy thì nghe nghe nó, đôi khi mình không có đi không vào cũ thì nghe nó lộn xộn lắm. Nhưng mà trong cái vai trò của tiềm thức, của hoạt thức ấy, thì nó mở cho chúng ta thấy một cái cánh cửa. Và một cái cánh cửa rất là quan trọng của cái mình gọi là sự tế nhị của tâm thức. Thí dụ như là trong những cái tâm làm việc cơ năng ấy, thì chúng ta thấy rằng có ngũ sông thức, tức là năm giác quan. Mà năm giác quan đó lại là tâm quả, nhưng mà tâm quả ở cái mức độ mà nhiều khi chúng ta tưởng là tâm thiện, nhưng mà thực sự nó khác. Bây giờ mình đi dạo ở công viên, dạo ở công viên mình thấy những cái bồn hoa rất là đẹp. Dạ, thấy bồn hoa rất đẹp. Trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng chỉ đơn giản là mình nghĩ rằng như vậy là mình có được cái phước thần bi, mình nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Dạ, hay là mình có phước mình ăn ngon như vậy. Nhưng mà trong cái gọi là ăn ngon đó thì nó có hai phần: phần nhân, phần quả, phần cơ năng, phần xử lý. Cái phần quả đó là nếu mình không có phước thì mình không có thích ăn ngon. Dạ, nếu mình không có phước mình ăn những thức ăn mà mình nhai không vô, nuốt không nổi. Nhưng bây giờ có phước thì mình có được vật thực ngon. Nhưng mà trong cái ăn vật thực ngon đó, mình ăn bằng tỉnh giác khác, mà ăn bằng sự tham đắm khác, ăn bằng sự bực tức khác, cái thái độ xử lý nó khác. Thì trong cái gọi là ăn ngon á, thì nó bao gồm cả nhân, cả quả, cả cái tâm làm việc cơ năng và cả tâm xử lý. Và về điểm này là nó dẫn đến một cái thái độ mà ở trong lý giáo lý Dương Khởi đó, Đức Phật đưa cho chúng ta một cái gợi ý là có lục nhập thì có xúc, có thì có thọ. Nhưng mà thọ mà có duyên ái hay không đó, nó bị chi phối bởi cái khéo tu và cái không khéo tu của chúng ta. Dạ, tức là mặc dù mình ăn một bữa ăn ngon thì nghĩ bữa ăn ngon á là không có gì phải phân biệt, nhưng mà ở trong cái nhân cái quả, ở trong cái cơ năng và trong xử lý á, nó chỉ chênh lệch với nhau ở đường tơ cả tóc thôi. Dạ, ở đường tơ cả tóc. Cái đường tơ cả tóc này đó, nó tạo ra một sự khác biệt lớn lớn lắm. Dạ, chúng tôi sống ở trong chùa nhiều năm đó. Có một điểm này mà chúng tôi cũng phải thưa quý vị rằng cái khả năng mà thẩm thấu và tiêu hóa Phật pháp đó, của những người học Phật đó, nó tạo nên hai cái trường hợp. Một cái trường hợp đó, là một người đề cao cái pháp mà mình học. Ô, tôi tu pháp này hay lắm, tuy pháp này cao siêu lắm, nhưng mà lại có một hạng người khác là thể hiện ra điều đó hay. Dạ, thể hiện một cách rất là hay. Mà cái người thể hiện không nhất thiết là người đề cao được, quý vị. Dạ, ví dụ như là có những người sống ở trong chùa, sống ở trong đám đông, họ gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng, những phiền phức, nhưng mà họ vẫn giữ được cái tâm từ ái, vẫn giữ được cái tâm bình tĩnh, họ thể hiện được cái tâm an lạc, cái đó nó khác. Còn có một người cũng học Phật pháp, cũng có một cái quan điểm này quan điểm khác, nhưng quan điểm đó nó chỉ đơn thuần là quan điểm thôi. Cái quan điểm khác mà cái sự thể hiện khác. Dạ, thì cái sự khác biệt nó nằm trong đường tơ cả tóc, nó khó phân biệt lắm. Dạ, thì ở tại đây đó, khi mà chúng ta đề cập đến cái tâm vừa gọi là tiềm thức, cơ năng và tâm xử lý, đặc biệt là giữa cơ năng và xử lý cảnh thì nó có nhiều nhiều việc lắm. Bởi vì chúng tôi phải nói như vậy là để có thể phân biệt rõ cái cơ năng của tâm xử lý, chúng ta phải mất thêm một thời gian nữa để chúng ta học qua cái diễn trình của tâm thức. Và khi chúng ta học diễn trình tâm thức thật ra mình có đề cập đến nhiều nhiều lần ở tại
ở trong bài học trước đây khi nói tới các tâm cơ năng đó. Nhưng mà cái diễn trình tâm thức hay là lộ tâm mà chúng ta thực học đó, nó cho chúng ta một cái cảm nhận thực sự trong cái sự trộn lẫn giữa nhân và quả, giữa tâm máy móc và tâm xử lý, giữa cái tâm đó có tất là thụ động và tâm chủ động, ở trong cái thụ động thể chủ động thể, và nó đường tới cả tóc còn nhỏ đó, những cái tóc còn nhỏ thứ gì, ví dụ như một cái tích tắc, một khẩy ngón tay có hàng triệu triệu sát na tâm sanh diệt. Ở trong hàng triệu triệu sát na đó thì không biết bao nhiêu là những cái sát na ly chi mà nhân quả cũng lẫn. Bởi vì lâu lâu mà quý Phật tử mà nghe từ gọi từ siêu nói, đôi lúc là một vấn đề đó, tại sao phải nói ly chi, là bởi vì khi mình nói bình thường mình nó hơi khó nói, mà nói chính xác thì nó lại hơi khó hiểu. Dạ, nó hơi khó hiểu. Ở đây nó không có đơn giản trong cuộc sống chúng ta là mình thấy người đó giàu, mình nói là ô, người đó là người đang hưởng quả tốt, nhưng mà trong cái hưởng quả đó nó lại có gieo nhân nữa. Dạ, gieo nhân, cái nhân quả nó trộn lẫn với nhau. Bây giờ quý vị nói là ông Bill Gates là một người rất là giàu, hay là ông chủ Amazon, ông Jeff Bezos rất là giàu, rồi có nhiều người họ cãi là nói rằng ố, ông đâu có gì hay là do cái phước quá khứ thôi. Thì trong cái nhìn mà của một vị tu sĩ Phật giáo đó, thì một cái người giàu và có tài năng như vậy thì nó là một sự trộn lẫn giữa cái phước quá khứ và cái khôn ngoan hiện đại, nó có cả hai thứ ở trong đó, có nhân quả. nó không có đơn thuần là chỉ thuần là nhân không, thuần là quả không, là một vấn đề rất là rắc rối và rắc rối lắm. Đó là chúng ta nói một cái đại lực ở bên ngoài đi vào tâm, bởi vì khi một người học thì nên hiểu rằng có những cái tâm làm việc như là tiềm thức, cơ năng và tâm xử lý cảnh, và cái tâm xử lý cảnh là một cái tâm rất là khó để chúng ta hiểu hết vai trò. Khi mà chúng ta học vào cái diễn trình tâm thức thì chúng ta sẽ thấy. Cách đây nhiều năm chúng tôi có đọc một tác phẩm cũng lớn đó, đó là vấn đề nhận thức trong văn nghệ. Thì thưa quý vị, quyển sách rất là thú vị. Nếu mà có dịp mà chúng ta phân tích về điểm này mà theo cái nhìn của Thắng Pháp đó, thì ở đó chúng ta sẽ thấy rằng một nghệ nhân họ vừa là một thành phẩm của một trường phái, họ là một thành phẩm của cái môn hội họa điêu khắc, nhưng họ lại là một người sáng tạo. Thì bản thân của mình là một thành phẩm hay bản thân của mình là một nguồn sáng tạo đó, thì nhiều lúc hai cái nhập nhằng với nhau rất là khó phân. Thì ở đây khi mà chúng ta nói tâm cơ năng và tâm xử lý thì nó cũng tế nhị như vậy. Bây giờ thì thứ gì chúng ta nói đến bốn cái chủng loại của tâm, và bốn chủng loại này á, là một cái người học nên rất cần để biết rõ về bốn chủng loại này. Chủng loại đầu tiên là tâm bất thiện. Tâm bất thiện, tâm bất thiện thì ở trong biểu đồ tâm thức thì nó chỉ có ba thứ là tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si thôi. Nhưng mà tâm bất thiện đó thì nó là chuyên chở rất là nhiều những ý nghĩa và ảnh hưởng toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Đến tâm bất thiện thì nó đến phiền não. Nói đến phiền não là chúng ta nói đến vô minh và ái ở trong bên cạnh những cái thuộc tính bất thiện khác. Nhưng vô minh và ái thì cái bóng của nó phủ dài ở trong tất cả những tâm mà liên hệ đến trầm luân sanh tử. Và dù là tâm thiện sắc giới thiện, tâm thiện dục giới thiện sắc giới thiện vô sắc, nó nhiều lắm. Thật ra tâm bất thiện có một cái vai trò rất là đặc biệt. Dạ. Thì bên cạnh sau cái tâm bất thiện lại có tâm thiện. Tâm thiện này nó mang cái đối lập với tâm bất thiện ở điểm là tâm bất thiện là tâm không tu, mà tâm thiện là tâm có tu, có tu dưỡng. Dạ, có tu dưỡng. Ở tu dưỡng ở mức mà bình thường đó,
là trong chuyện dục giới, và tu dưỡng mà bằng những cái ánh xứ cao thì có thể là trong sắc giới, trong vô sắc giới hoặc là trong đạo. Thì chúng ta nên hiểu về tâm bất thiện, tâm thiện nó là như vậy. Nếu một mảnh đất của chúng ta, mảnh đất mà chúng ta không có chăm sóc thì nó sẽ mọc lên cỏ hoang cây dại. Và cái cỏ hoang cây dại đó không cần phải buông phân, không cần phải tưới nước, bởi vì nó có, thì cỏ hoang cây dại đó nó giống như tâm bất thiện. Còn khi gọi là tâm thiện, dù thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới hay là tâm đạo, thì nó phải là những thứ mà rau hay là cây lành trái ngọt mà chúng ta phải dụng công, tức là chúng ta phải bỏ tâm chăm sóc. Nói về điểm này thì chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi còn nhỏ đó, thưa quý vị, chúng tôi không có để ý nhiều, bởi vì chúng tôi lớn ở cái miền sông nước ở miền Nam, ở Vĩnh Long đó. Thì chúng tôi nhớ rằng nó có những loại rau mà chúng tôi ăn á, không trồng bao giờ hết. Không trồng bao giờ, chỉ như rau trai, rau dịu, rau sam, cải trời, vân vân. Kể cả hồi chúng tôi còn nhỏ, quý vị biết là rau muống á, rau muống cũng không có trồng nữa, nó mọc bừa ở dưới ao. Rau nhút cũng vậy, thưa quý vị, rau nhút nó mọc vốn có trồng, rồi cũng đôi khi rau ôm rau răm có người trồng nhưng không có chăm sóc, nó mọc giống một khoang vậy. Sau này chúng tôi qua bên Mỹ, những cái thứ rau đó thì nó lại là đặc sản. Và thí dụ như là ở bên Mỹ mà có rau nhút ăn là đặc biệt lắm, thưa quý vị. Rau nhút hay là chúng ta nói là rau muống, rau muống cũng là đặc biệt chứ không phải là không đặc biệt. Thì nó không phải là rau loại khoang nữa. Thật ra chúng ta sẽ chia ra là rau trồng và rau khoang, rau mọc khoang hay rau dại, như là cải trời chẳng hạn. Cải trời có cải trời nhưng mà cũng cải đất nữa, như quý vị nhá. Dạ, nghe thì cũng hơi kỳ, nhưng mà như vậy thì đại khái trong tâm cái sự khác giữa tâm bất thiện và tâm thiện đó, thì tâm bất thiện là cái tâm bản năng, cái tâm không tu dưỡng. Không tu dưỡng thì tự nó không có được. Ví dụ chúng tôi nói là cái khu vườn mà mình bỏ mặt nó thì nó mọc cỏ dại vậy đó. Còn tâm thiện á, thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc, cái tâm đạo á, là những tâm có tu dưỡng. Và bên cạnh tâm thiện và tâm bất thiện á, thì có những cái tâm mà nó sản sinh ra bởi tâm bất thiện và tâm thiện. Nó là thành quả của tâm thiện và tâm bất thiện, chúng ta gọi là tâm quả. Thì những tâm quả này đó, nó lại đóng hai cái vai trò mà chúng ta không thể không chú ý. Thứ nhất là cái vai trò của năm giác quan, như là thị giác, tinh giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Ở trong Thắng Pháp dùng gọi là ngũ sông thức ấy. Thì năm giác quan này đó, đối với người bình thường chúng ta đó, có mắt thì thấy, có tai thì nghe, có mũi thì ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc thôi. Nhưng mà kỳ thật ở trong Thắng Pháp ấy, thì dạy rất rõ rằng năm giác quan này nó luôn luôn nó rơi vào một trong hai thứ là quả thiện và quả bất thiện. Ví dụ như sáng nay mình mở cửa ra bên ngoài, mặt trời lên chim hót, trời trong nắng mát, một ngày thoải mái, thì mình nghĩ được, ô, cái đó do mình có mắt thấy, có thân cảm xúc thì nó bình thường thôi. Nhưng mà kỳ thật thì chúng ta mở cửa ra bên ngoài mà có được cái cảnh đẹp như vậy là ở đó nó có sự chiêu cảm của phước, của cái gọi là thiện nghiệp trong quá khứ. Có những người mà buổi sáng là thức dậy chỉ thấy là khổ đau, chỉ thấy là phiền, chỉ thấy là nước mắt chăn cơm, mà họ không có được cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm mà nó thoải mái, êm ái. Thì cái tâm quả đó, trước nhất là cái tâm mà nó là một cái thành phẩm của tâm thiện mà chúng ta dễ thấy là qua ngũ sông thức, năm giác quan. Và tâm quả cũng là một số cơ năng như là tiếp thu, quan sát. Nhưng mà tâm quả lại làm ba cái chức năng khác là tục sinh, tiềm thức và mệnh chung. Thì
tục sinh thiền thức mà chung là cái tâm của chúng ta gọi là tâm thiền thức là ảnh hưởng cả cuộc sống của chúng ta, dạ, ảnh hưởng cuộc sống nhiều. Như bây giờ một con chó nó sống bằng cái tiềm thức khác mà chúng ta sống bằng cái tiềm thức khác. Một người có cái tiềm thức mà vô tham vô sân vô si thì có cái tư chất ở đây, cái tư chất chúng ta tạm gọi là cái chữ tư chất là có cái nền, có căn bản của trí tuệ vô tham vô sân vô si, thì căn bản trí tuệ là vô si rồi. Thì cái tiềm thức nó cho chúng ta có một cuộc sống mẫn tiệp hơn, bén nhạy hơn, hiểu biết hơn. Còn khi mà chúng ta không có đó, thì người mình nó si ám, nó khờ khạo. Thì như vậy cái tiềm thức ảnh hưởng lớn. Tâm quả như tâm quả dùng giới tịnh hảo, tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc chẳng hạn, thì trong cái vai trò mà làm tâm tục sinh tiềm thức và mệnh chung thì nó chi phối cuộc sống rất lớn. Nhưng mà tâm quả này mặc dù cái trạng thái thì giống như tâm thiện, nhưng mà nó không tạo được quả. Dạ, nó không được tạo quả cả. Nó chỉ đơn thuần nó là tâm quả thì nó sinh ra, nó là thành phẩm, thành quả của tâm thiện, nhưng mà nó không có khả năng tạo ra quả về tâm quả. Rồi sau khi chúng ta nói về tâm bất thiện, tâm thiện và tâm quả đó, thì chúng ta nói về tâm tố. Cái chữ tâm tố này chúng ta tương đối hơi khó nói một chút. Ngày xưa chúng tôi vào chùa thì thời xa xưa ngày tình sinh gọi là tâm hạnh, về sau người dịch tâm duy tác, sau này đổi là tâm tố. Tâm tố thì ngoại trừ hai cái tâm cơ năng là kháng ngũ môn và tâm kháng ý môn, thì những tâm tố còn lại như là tâm ứng cúng sinh tiếu, hay là tâm đại tố, tức là tâm tố dục giới tịnh hảo, hay tâm tố sắc giới, tâm tố vô sắc giới đó. Thì những tâm này là những tâm của chư vị A-la-hán. Dạ, chư vị A-la-hán. Các ngài sinh hoạt như chúng ta, ví dụ như Đức Phật thuyết pháp, tôn giả Xá Lợi Phất nhập thiền, hay là ngài Mục Kiền Liên, ngài Thỉnh Phật thuyết pháp, nghe Đức Phật thuyết pháp, tất cả đều là bằng tâm tố. Nhưng mà tâm này không để lại quả gì hết. Dạ, giờ không để lại quả gì. Thì tâm tố ở mặt nào đó, ví dụ như tâm đại tố thì nó tâm giống như tâm đại thiện, nhưng mà nó không có tạo quả. Tâm tố sắc giới giống như tâm thiện sắc giới, nhưng không tạo quả. Tâm tố vô sắc của bạn. Thì bốn cái chủng loại mà chúng ta gọi là thiện, bất thiện, tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm tố, nó là một sự phân biệt mà những học viên cần phân biệt. Và qua đó đó thì nó lại hé mở cho chúng ta rất là nhiều về cái cuộc sống, về đời sống của chư vị thánh nhân, của chư vị phạm thiên, và kể cả chính chúng ta nữa. Dạ, nó cho chúng ta biết rất là nhiều sự liên hệ giữa tiềm thức và cuộc sống hàng ngày, hay là cái thiện và cái bất thiện, giữa cái tâm của phàm nhân và thánh nhân, mặc dù nói bằng cái ngôn ngữ rất là khác biệt. Dạ, khác biệt ở trong Thắng Pháp Tạng, nhưng mà lại hé lộ cho chúng ta nhiều thứ nếu chúng ta ôn lại những bài học trước. Thưa quý vị, cái khía cạnh thứ năm mà chúng tôi muốn đề cập đến ở tại đây là chúng ta nói về tâm dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tâm siêu thế, bốn cái chúng ta gọi là bốn cái phu mỹ, bốn cái giới thức. Khi mà nói về, trong cách nói thì mình nói tâm dục giới trước, rồi tâm sắc giới, tâm vô sắc, rồi tâm siêu thế. Nhưng mà với người học đó, thì chúng tôi khuyên là mình phải bắt đầu bằng tâm siêu thế trước, mình học được lại, và học được là dễ hơn. Tại vì tâm siêu thế là cái tâm chỉ biết cảnh niết bàn, cảnh vô vi, thuần như vậy. Tâm vô sắc giới là nghĩa là tâm chỉ biết có cái thiền cảnh vô sắc, như là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi vi tưởng, chỉ biết có thiền cảnh đó thôi. Tâm sắc giới chỉ biết có thiền cảnh sắc giới. Thì ba cái tâm siêu thế, tâm vô sắc giới, tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm
tâm vô sắc và tâm dục giới, ba thứ tâm đó, đó nó đều biết một cái cảnh chuyên biệt. Cảnh chuyên biệt đó là cảnh siêu thế hay, tức là niết bàn, rồi cảnh rồi án sự, rồi gọi là thiền cảnh vô sắc, thiền cảnh sắc, thì chỉ biết cái đó thôi. Nhưng mà cái mà học về tương đối hơi rắc rối đó là tâm dục giới. Tâm dục giới là cái tâm mà chúng tôi tạm dùng chữ gọi là đa nhiệm, đa cảnh, đa sự. Tâm dục giới có thể biết như là trong trường hợp tâm thiền dục giới thảo, nó biết tất cả cảnh và biết tất cả cảnh và làm rất là nhiều việc, làm nhiều việc khác nhau, và đó là thứ tâm mà mình sống hàng ngày, gọi là tâm dục giới. Ví dụ như là khi mà Đức Phật và chư vị thánh nhân mà các ngài nhập vào thiền quả, thì các ngài dùng một tâm quả siêu thế là biết cảnh niết bàn, chỉ biết cảnh niết bàn thôi. Nhưng mà trong sinh hoạt hàng ngày thì các ngài dùng một tâm dục giới. Và rồi bị phạm thiên cũng vậy, và phạm thiên về tâm dục giới. Tâm dục giới là tâm đa nhiệm, và nó là cái tâm mà nó xài trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi tạm dùng một cái thí dụ á, là thường thường trong xã hội mà những người có cái trình độ càng cao, có một cái địa vị càng lớn, thì họ lại càng khó đặt mình trường hợp khác. Ví dụ như quý vị thấy một cái vị hòa thượng, một vị hòa thượng nổi tiếng, thì nếu hòa thượng xuất hiện ở trước công chúng á, thì hòa thượng chỉ có thể nói được những gì mà nó thuần về cái cảnh giới của hòa thượng. Hay là một nhà văn hóa, một nhà văn hóa mà nổi tiếng, thì không thể ngồi nói chuyện về y khoa nó nguyên thuyên ở trước công chúng được. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà mình đã ở một cái giai tầng nào đó, thì mình chỉ có thể nói những cái công việc nó chuyên về của mình thôi. Còn những người mà bỏ ở đâu nói cũng được, làm chuyện gì làm cũng được, gọi là đa năng, đa sự, thì quý vị, người ta không có cao được. Dạ, họ dĩ nhiên cái chuyện riêng tư là khác, nhưng mà ở ngoài quần chúng họ không thể nói lung tung được. Chúng tôi tạm lấy một cái ví dụ khác là quý vị nào mà có thấy cái trong cái mạng xã hội là Facebook, một cái vị mà cái gì cũng post lên là người bình thường, nhưng mà với một vị mà họ chuyên, thí dụ họ là một ca sĩ nổi tiếng, hay là họ là một nhà văn hóa, nhà chính trị, thì cái gì mà họ post lên họ phải cẩn trọng, nó có cái chuyên biệt. Thì cái tâm mà sắc giới nó chỉ biết thiền cảnh của sắc, sắc giới, tâm vô sắc biết thiền cảnh của vô sắc, tâm siêu thế chỉ biết cảnh niết bàn, nhưng mà tâm dục giới thì mình gọi là đa nhiệm, đa năng, đa sự, nó đủ đa cảnh, đủ thứ hết, dạ, nó đủ thứ chuyện trong đó. Khi mà mình học á, mình học về điểm này sẽ là chúng tôi muốn nói rằng chúng ta phải đặc biệt, chúng ta phải đặc biệt để nhìn cái tâm sắc giới đó, nó là một cái loại tâm mà nó nếu bỏ ra bằng cân, nó không thể cân với mình rất là khó mình cân với sắc giới và vô sắc giới. Thì cái tâm kia nó quá chuyên môn, quá chuyên biệt và rất ít có, trong khi chúng ta sống hàng ngày với tâm sắc giới, tâm dục giới. Thì khi mà mình phân biệt ra thì tâm dục giới là tâm phải được hiểu, phải được nắm rõ và rất là nhiều. Thì ở đây trong phần cẩn thận đó, chúng tôi có đề cập đến một cái chữ, mà chữ này thường nó gây ngộ nhận như là chữ dục. Dục có nghĩa là ham muốn. Thì thật ra chữ dục này đó, nó bắt nguồn từ năm cái cảnh sắc thinh khí vị xúc, gọi là dục trưởng dưỡng, tức là nó làm cho cái tâm yêu thích, tâm ham muốn của chúng ta nó tăng trưởng, gọi là cảnh dục. Nhưng mà từ đó trở đi đó, không nhất thiết là chỉ dục của nó mang ý nghĩa là ham muốn. Thí dụ như tâm đại tố hay là tâm tố dục giới tinh thảo, ở đó nó hoàn toàn không có cái chất của ham muốn. Những tâm thiện, tâm quả tinh thảo cũng vậy. Hoặc giả là chỉ dục của nó không nhất thiết là biết về tâm cảnh dục sắc thinh khí vị xúc, mà chỉ có ngũ song thức là biết tâm cảnh đó thôi. Thật ra cái chỉ dục ở trong dục giới là chỉ rất là cẩn thận lắm. Chúng tôi có một cái thí dụ mà quý vị đọc ở trong bài học đó,
là chữ commercial, hay là cái khu commercial area, hay là khu thương mại. Và chúng ta gọi khu thương mại thì ở bên Mỹ đó, họ có phân biệt là residential là khu gia cư, và có khu thương mại. Thì khu gia cư thì đặc biệt là chỉ dành để ở thôi, như những cái shop division. Nhưng mà khu thương mại thì nó đủ thứ trong đó hết. Không phải nghĩa là khu commercial thì đều có kẻ mua người bán, không phải vậy. Có những thứ nó không có kẻ mua người bán, mà có những cái dịch vụ khác. Nó nằm ở khu commercial. Thì cái chỉ dục đó mình nó chỉ dục mà trong dục giới đó nó dễ gây hiểu lầm. Thật sự người mình học mình phải cẩn thận về điểm này. Thì hôm nay đó, chúng tôi chỉ nói một số khía cạnh trong sự phân loại của tâm, và muốn nhắc tất cả các vị học viên khi học Thắng Pháp đó là trong một ngày học mà mình học quá nhiều thứ, quá nhiều khái niệm, và đôi khi cái vị giảng sư trình bày rất nhiều thứ làm cho chúng ta hoặc là khó nhớ hoặc là khó hiểu. Đừng lo lắng về chuyện đó. Đừng bao giờ lo lắng về chuyện đó. Không bao giờ mà mình học Thắng Pháp mà học bài nào mình hiểu trọn bài đó hết. Cũng đề tài đó, ví dụ chỉ dục giới, chúng tôi đã từng nói phần đầu khi mà nói về tâm, chỉ dục giới cũng đã từng đề cập đến, trong ngày hôm nay cũng đề cập chỉ dục giới. Mỗi một lần đó thì chúng ta nghe thêm chút, một lần chúng ta nhớ thêm một chút. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng trong một bài học mà mình thấy hiểu trọn cái đó, nó lạ lắm. Bởi vì trong cái cách xử thế người ta có cái câu nói rằng trường đồ tri mã lực cử sử thích thiền nhân, và đường dài mới biết sức ngựa, mà sống lâu mới biết người là thế nào. Thì cử sử thích thiền nhân ở đây chúng ta nói rằng chúng tạm mượn ý nghĩa đó, chúng ta nói rằng mình phải mình phải nghe cái chuyện đó nhiều. Như hôm nay chúng tôi nói chỉ dục giới, tâm dục giới đó, thì thật ra cũng trình bày đại lực như vậy thôi. Khi mà chúng ta học về những trình tâm thức, thì chúng ta trở lại cái ý niệm của các lộ ngũ môn, dục giới, rồi chúng ta học về duyên thì chúng ta cũng học thêm về dục giới. Và lâu ngày, mỗi ngày chúng ta lại tứ tổng thêm một ít khái niệm, và chúng ta hiểu rõ dục giới nhiều hơn. Chúng ta nào trong một bài học và chúng ta hiểu hết. Là khi mà mình học vào trong Thắng Pháp, và đặc biệt về chúng ta học về tâm là một đề tài lớn, quý vị. Chúng tôi nói như vậy thì nghe nó kỳ, nhưng mà tất cả những bài học mà chúng ta học về tâm ở trong thời gian qua, tất cả những bài học đó nó chỉ là một cái mảng rất nhỏ. Khi mà mình học về thuộc tánh thì mình sẽ thấy cái tâm nó khác nữa. Khi mình học về diễn định tâm thức, mình lại thấy cái tâm nó khác. Và khi mình học về duyên sinh và duyên hệ, lấy tâm khác. Thật ra khoan thất vọng hay khoan cảm thấy khó chịu khi ủa tại sao mà càng nghe càng rối vậy, không có chuyện gì hết, cứ nghe. Bởi vì đôi khi ở trong phòng thảo luận hay là trong những cái lúc mà chúng ta trình bày đó, thì như thường là tôi siêu thường nói rất nhiều về Thắng Pháp, thì quý vị đừng ngại là tại sao mà những điều đó mình không hiểu mà nói. Mình cứ nghe đi, mỗi lần nghe điện chút, không nghe hiểu khía cạnh này, hiểu khía cạnh khác. Cũng giống như là mình mới ngồi ở trước máy computer, không có một ai mà có khả năng ở trong 1-2 tiếng đồng hồ mà có thể trình bày hết những cái phần hành, những cái features của computer hết. Chỉ có thể chỉ tạm, bữa nay chỉ chút, mai chỉ chút, cái đó hết thì nó như vậy. Nhưng mà bữa khác thì lại thêm chút, bữa khác lại thêm chút. Chúng tôi nhớ hồi mà vào trong chùa, thưa quý vị, vào trong chùa khi mà còn nhỏ đó, thì đầu tiên mà học Bali thì sư trưởng đã nhờ một cái cô Phật tử sau này cô xuất gia, mà cô đã mất rồi, thì cô dạy vỡ lòng chúng tôi cách đọc tiếng Bali. Đọc tiếng Bali, nhưng mà phải nói rằng từ cái học đó, đó nó không nằm yên một chỗ, mà nó lại lớn dần theo năm tháng. Lớn dần năm tháng,
Cũng cái chữ đó lúc đó chúng ta học là Phật, nhưng mà cái chữ Phật Buddha mà trong cái buổi sơ thời, trong buổi sơ tâm đó, cái thời kỳ của mới đầu chùa chữ Phật khác, mà biết ba bốn chục bốn năm chục năm sau khi mà mình học lại thì chữ Phật đó mình là nói cái ý nghĩa khác. Thì ở trong những cái khái niệm về thắng pháp cũng tương tự như vậy, không có nên nản lòng khi mà chúng ta thấy nó rối quá, nó nhiều thứ quá, không có sao hết. Dạ. Và đôi khi có những cái chú thích mà chúng ta gọi là nên cẩn thận đó, thì chỉ để nhắc là đừng có tuyệt đối quá, nhưng mà không nhất thiết là mình phải hiểu hết. Dạ. Mình không cần phải hiểu hết. Ví dụ như chúng ta nói về tâm tốn, nếu mình nói tâm tốn là cái tâm của chư vị A-la-hán thì quý Phật tử dễ nhớ quá. Nhưng mà tâm tốn có những tâm như kháng ngũ môn, ý môn, thì chúng ta không có nên nó là tâm của vị A-la-hán. Nó chỉ có cái là nó không bất thiện, không thiện, không quả, nó thuộc về tâm tốn. Đây là những cái điểm mà tương đối khi mà chúng ta đầu sâu vào trong thắng pháp chúng ta phải thấy được. Chúng tôi hoàn toàn cảm thông một điều mà ở đây có lẽ chúng tôi là một ở trong số rất ít bị dạy về thắng pháp đó, là chúng tôi không có bực bội khi mà nghe những vị mà không học về thắng pháp mà giảng bài. Mà chúng tôi biết đa số những cái vị mà học về thắng pháp nhiều, nghe những vị mà không nói, không hiểu về thắng pháp mà giảng, đôi khi các vị hay bực bội lắm, tại vì nói không có chính xác, nó không có nhiều. Nhưng mà chúng tôi rất là cảm thông. Dạ. Chúng tôi rất là cảm thông. Mới đây thì chúng tôi được một người Phật tử, họ nói rằng chữ khổ. Dạ. Họ nói về chữ khổ. Họ nói rằng ở trong kinh Pali, Chư Tăng định nghĩa chữ khổ, nghe nó khó hiểu lắm. Ví dụ như có việc là chữ đúc khác, chữ đúc là khó, khác là chịu đựng, như khám tí chẳng hạn, chịu đựng, nghe đúc khác. Nhưng mà trong khi đó quý thầy giảng rất là đơn giản, khổ là gì? Khổ là đắng, và giống như khổ hoa, khổ quả chẳng hạn, khổ quả, hay là cam khổ là gì? Ngọt đắng. Thì đắng là cái gì khó nuốt, và do vậy khổ là cái gì khó nuốt, thì mình nghe cũng vui, khổ là đắng. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra thì đó chúng ta giải theo chữ Hán thôi. Dạ, giải chúng ta không dùng cái chữ Hán như vậy mà chúng ta giải theo chữ đúc khá trong chữ phạn được đâu. Dạ, nó có nhiều vấn đề lắm. Nên cái chuyện mà mình nghe nó lọt lỗ tai, nghe thuận tai là một chuyện, mà mình nghe có thể cách chuyên biệt đó là một chuyện khác. Do vậy chúng tôi kêu gọi tất cả các chư vị, khi mà mình học hỏi thắng pháp đó, nên cho phép mình được kiên nhẫn, nên cho phép mình có thời gian. Dạ, biết chuyện đó nên mình có thời gian. Chúng tôi biết trong đời này người ta không có kiên nhẫn đâu. Dạ, không những người ta có kiên nhẫn, cũng như là mình mới gặp một người nào đó, mình cái thương cái ghét của mình là khó tránh cách, không có chiều sâu, có thể cái nhất thời lắm. Cái thương cái ghét có chiều sâu là mình phải sống lâu, sống nhiều, và biết được cái ưu điểm, cái khuyết điểm, mình biết được giá trị thật sự của người đó, đó là một chuyện khác. Mà chỉ mới gặp thấy mặt đẹp và thương, cái chuyện đó là một chuyện khác. Nó rất là khác biệt. Thì không phải là một lần, nhưng mà cũng sẽ nhiều lần chúng tôi cũng lặp lại lời kêu gọi này. Khi mà chúng ta học về thắng pháp, một cái thái độ mà chúng ta tạm gọi là thích học, đó là nghe bao nhiêu tốt bấy nhiêu, hiểu bao nhiêu tốt bấy nhiêu, và tiếp tục làm sao chúng ta tiếp tục. Mà những bài học kế đó, nó sẽ khiến chúng ta trở đi trở lại và chúng ta hiểu bài học nhiều hơn. Như hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị rằng có bốn nhân quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, tâm thuộc về thức quẩn. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu thêm về điều này khi mà tuần tới chúng ta bắt đầu học về thuộc tâm hay tâm sở, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Nên mong tất cả chúng ta luôn luôn cho phép mình có được một cái cơ hội là sống kiên nhẫn, cho mình một cái cơ hội là để cho mưa dầm thấm đất, để cho mình quen thuộc từ cái chỗ làm quen, thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Càng quen thuộc thì càng hiểu nhiều hơn, và càng hiểu nhiều hơn thì chúng ta sẽ dễ dàng để
tiêu hóa vào một ngày nào đó thì mình nhận ra rằng à, té ra mình thực sự rất là thân quen với môn này. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện hôm nay tại đây về cái tổng lược của tâm thức. Và bây giờ thì không biết là Bạch Thượng Tọa Thiếu Siêu Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thiếu Siêu đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ có lời giảng cho phần tiếp theo. Trước khi chúng ta có phần thảo luận, một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Thiếu Siêu và kính thỉnh Thượng Tọa Thiếu Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, tiếp theo đây chúng tôi xin có một vài chia sẻ với quý vị trong bài học hôm nay. Trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Giác Đẳng soạn các cái câu thảo luận, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ngoài những vấn đề mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa trình bày tổng lược tâm chúng ta còn có những điều cần phải biết về tâm. Chẳng hạn như khi nói đến tâm chúng ta phải biết rõ thêm tâm tốt và cái tâm không tốt, hay gọi là tâm tịnh hảo Sofana Chitta và tâm vô tịnh hảo Asofana Chitta. Gọi là tâm vô tịnh hảo nó có 30 thứ: 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân. Vì những tâm này không có ba nhân tịnh hảo là vô tham, vô sân, vô si phối hợp. Cho nên gọi là tâm vô tịnh hảo, tức là tâm không tốt đẹp. Tâm không tốt, không có cái tốt. Chữ không có tốt ở đây chúng ta phải hiểu hai phạm trù. Cũng như khi mà chúng ta nói người dân ở trong một đất nước ngoài những người làm việc trong chính phủ, thì người dân ở bên ngoài có hai, tức là người không có công và cái người có tội. Cả hai người đó đều
phải là những thành phần tốt đẹp ở trong xã hội, nhưng mà đối với người kia, vì họ không có cái công cán gì đối với xã hội, họ chỉ sống bình dị theo cái sự sinh hoạt của họ thôi. Còn một người họ sống đầu trộm đuôi cướp, vi phạm pháp luật, thì người đó là cái người bất hảo. Cho nên chúng ta phải hiểu tâm của vị, gọi là tâm vô tình hảo. Và đối với 18 tôi vô nhân chẳng qua gọi là như vậy, là bởi vì tâm đó, 18 tâm vô nhân tức là 15 tâm quả vô nhân, như là nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thu, quan sát, và 3 tâm tố vô nhân là khai ngũ môn, khai y môn, ưng cúng sinh tiếu. Chẳng qua vì những cái tâm này nó là á hê thú cá chính tác vô nhân, tức là không có nhân tương ưng tình hảo phối hợp thôi. Không phải như là cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì nó gọi là vô nhân, nó gọi là vô tình hảo, là vì nó chỉ có đặc tính xấu, tức là có tham, có sân, có si phối hợp. Chúng ta cần phải phân biệt như vậy đó. Lại nữa, khi chúng ta nói về tâm tịnh hảo là chúng ta nói về những thứ tâm mà nó có nhân tương ưng phối hợp, nhân tương tình hảo phối hợp. Nhân tình hảo đây là vô tham, vô sân và vô si, tức là có trí tuệ. Thì cái tâm tình hảo này chỉ cho 24 tâm dục giới tình hảo, như là 8 đại thiện, 8 đại tố, 8 đại quả. Rồi 15 tâm sắc giới thuộc về thiền, thiền chứng, hữu sắc. Rồi 12 tâm vô sắc giới cũng thuộc về thiền chứng, thiền chứng vô sắc. Rồi 40 tâm siêu thế. Thì đó là 94 tâm tịnh hảo. Thì khi mà chúng ta phân loại tâm đó, thì chúng ta có vô tình hảo và cái tâm tình hảo. Mặt khác, chúng ta cũng có thể phân ra là vì như khi nãy chúng tôi đã trình bày là cái tâm vô tình hảo chỉ là những tâm không có nhân
tịnh hảo tương ưng. Cho nên quý vị là vô tịnh hảo, nhưng mà chúng ta phân làm hai. Tức là vô tịnh hảo mà bất thiện, vô tịnh hảo mà không thiện, không bất thiện, phi thiện, phi bất thiện, tức là chỉ cho 18 tâm vô nhân. Cho nên chúng ta cũng có thể chia tâm ra làm ba, tức là tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Đó là một cách. Một cách chia khác nữa là, như khi nãy chúng ta được nghe là tâm được phân bốn cái điện phức phung ý, kama pacharat phung ý, điện phức dục giới, rupa pacharat phung ý, điện phức sắc giới, arupa pacharat phung ý là điện phức vô sắc giới, và lokuttara phung ý là điện phức siêu thế. Bốn cái địa phước này chúng ta có thể tổng lược lại thành ba. Tức là những tâm thuộc địa phước dục giới, những tâm đó được gọi là Paritta Citta, tức là những tâm hy thiểu, nó có cái mãnh lực yếu hay là không có đáng kể. Còn tâm sắc giới và vô sắc giới gom lại thành cái tâm đáo đại gọi là Mahakapacitta. Những cái tâm thiện chứng này được gọi là những cái tâm tốt trung bình, những cái tâm trung bình, Maccima Citta, Maccima Citta. Còn đối với 40 tâm siêu thế thì gọi là những cái tâm tinh lương, Panita Citta. Chúng ta nói như vậy là nó có cơ sở, vì ở trong Đại Tam Thikamatika thì có ba cái pháp được gọi là Paritta Dhamma, pháp hy thiểu. Thì trong đó có cái tâm hy thiểu là tâm dục giới. Mahakata Dhamma tức là cái pháp đáo đại, thì đó là những cái tâm thiện sắc giới, thì vô sắc giới. Paritta Dhamma là những tâm, những pháp tinh lương, pháp trung bình, pháp tinh lương. Pháp tinh lương ở đây là có 40 tâm siêu thế. Đó là chúng ta phân loại theo hai cách. Tức là chúng tôi xin phụ họa nói thêm trong cái phần tổng lược hôm nay mà Thượng Tọa Giác Đẳng nêu lên năm cái tổng lược của tâm, thì chúng tôi chỉ thêm hai cái nữa, ba cái nữa. Là tâm vô tịnh hảo và tâm tịnh hảo. Rồi phân thêm nữa là tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Phân thêm cái nữa là cái tâm dục giới, tâm đáo đại và tâm siêu thế. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Và bây giờ thì không biết Thượng Tọa Giác Đẳng đã soạn được cái câu hỏi chưa, hay là Thượng Tọa
chỉ nêu lên cái câu hỏi sống. Xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa thượng tọa tuệ siêu. Bạch thượng tọa tuệ siêu, chúng ta học về kinh tạng và thắng pháp tạng thì chúng ta dễ dàng có cảm nhận rằng ở trong kinh tạng có thể hiểu các pháp tương đối rời rạc, nhưng mà trong thắng pháp tạng thì được hiểu một cách liên lạc, pháp này liên hệ với pháp kia. Và là một vị dạy thắng pháp thì thượng tọa có thấy rằng sự phân loại các nội tâm nó quan trọng. Ví dụ như mình có định nghĩa về tâm tham là thế này kia, nhưng mà khi mà mình đọc qua sự phân loại, tâm tham thuộc về hiệp thế, thuộc về dục giới, thuộc về phi tình thảo vân vân, thì thượng tọa có thấy sự phân loại nó đặc biệt quan trọng ở trong trong thắng pháp không? Kính cung thỉnh thượng tọa khoan hỷ trở lại. Kính bạch thượng tọa rất đẳng, kính bạch kính thưa quý vị, sự phân loại pháp ở trong thắng pháp tạng, cái sự phân loại đó rất là quan trọng. Nó sẽ giúp cho chúng ta dễ nhớ, dễ nắm bắt. Và mặt khác, cái sự phân loại đó nó còn có tác dụng là giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa một cách chặt chẽ. Như chúng tôi đã trình bày với quý vị, gọi là vô tình hảo. Nhưng mà trong cái vô tình hảo đó còn phân loại ra là có tâm bất thiện và tâm vô nhân. Cả hai tâm đó đều gọi là tâm vô tình hảo vì nó không có sở hữu tình hảo phối hợp. Nhưng mà chỉ có 12 tâm là chẳng những không có tình hảo phối hợp mà nó còn có những cái thuộc tánh bất thiện phối hợp, như là tham sân si vân vân. Thì khi mà phân loại ra như vậy đó thì chúng ta sẽ nhớ nhanh, nhớ lâu, và chúng ta biết ý nghĩa một cách chính xác. Trong suốt cái quá trình mà chúng tôi dạy về cái môn thắng pháp, chúng tôi nhận thấy một điều: nếu thắng pháp, nếu Abhidhamma mà chỉ là những cái triết lý, những lời lẽ được trình bày đã khô khan lại khó hiểu nếu không phân loại. Và nhờ có sự phân loại cho nên nó không còn là khô khan, mà nó có cái sự lý thú đối với người có cái đầu óc tinh tế. Và dễ nhớ. Chúng tôi thường suy nghĩ rằng thật là may mắn cho mình khi xuất gia vào trong giáo pháp này, mình có thể học hiểu được cái tạng A Tỳ Đàm, Abhidhamma.
Sự thật thưa quý vị, ở tận kinh và tận lực thì chúng tôi cũng biết, cũng hiểu chứ không phải là không. Nhưng mà gọi là để tổng lược thì khó nhớ hết thưa quý vị. Như tạng kinh thì có 5 bộ: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Thì Trường Bộ Kinh có 32 bài kinh, có 34 bài kinh. Trường Trung Bộ Kinh có 152 bài kinh. Nhưng mà bắt đầu từ Tương Bộ Kinh cho đến Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh thì chúng tôi không nắm được cái số lượng của bài kinh, không thuộc được, không nhớ được cái số lượng của bài kinh, bao nhiêu bài kinh. Bởi vì phân ra có khi thì 9.000 mấy trăm bài kinh, 5.000 mấy trăm bài kinh, thật là khó nhớ. Và những bài pháp mà Đức Phật thuyết đây đó thì chúng tôi chỉ có thể nhớ được một cách tổng quát về những lời dạy của Ngài, của Đức Phật khi mà Ngài trình bày về cái phương thức tu tập cái quy trình giác ngộ của Ngài. Thì khi mà cố gắng sắp xếp hệ thống như vậy thì cũng có thể nhớ được phần nào, nhưng mà không nhớ rành rẽ như tạng vị Phật. Tận lực quý vị, chúng tôi là người dạy luật tạng Vinayapitaka ở trong học viện, thêm môn đó nữa. Nhưng mà gọi là nhớ chi tiết bộ luật thì có lẽ là chúng tôi không nhớ bằng cái tạng Thắng Pháp ở Tâm Mắt. Cho nên khi học Thắng Pháp thì sự phân loại rất là quan trọng. Nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu và nắm bắt được chi pháp mà chúng ta sẽ không bao giờ quên. Thì đó là một vài chia sẻ với quý vị qua cái câu thổ luận số 1. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ cái dân từ tòa tuyệt siêu. Thưa quý Phật tử, từ tòa tuyệt siêu có đề cập đến một việc là chính cái sự phân loại, chính sự phân chia một cách khúc chiết làm cho chúng ta dễ nhớ. Đây là một điểm rất là thú vị mà chúng ta nên để ý. Muốn hỏi từ tòa tuyệt siêu như vậy là với một cái hệ thống giáo điển rất là ly chi, nó liên hệ từng ngõ ngách này cho đến một điểm tinh tế kia, nhưng mà không có mâu thuẫn mà nó liên lạc. Nó giống như một cái bộ máy mà nó có rất nhiều con bánh xe, có rất nhiều con cơ phận, và những cơ phận này nó vận hành một cái nhịp nhàng với nhau mà nó không có trái chống với nhau, nó không mâu thuẫn với nhau. Thì điều đó cho chúng ta thấy cái gì đặc biệt của Thắng Pháp Tạng? Từ thời chị chia sẻ một vài cảm nhận về điểm này không? Tại sao chúng ta phân chia nhiều như vậy nhưng mà nó vẫn liên lạc và nó không có như không, như không thiếu? Xin cái thỉnh thượng tọa. Tức là chưa từng kính thưa với Phật tử, Thắng Pháp Tạng được phân loại với kết cấu chi ly
dư mà không dư thừa, không mâu thuẫn. Ở đây cho chúng ta thấy một cái trí tuệ đặc biệt của Đức Phật và của tôn giả Sariputta. Ở trong bộ chú giải Atthasalandhi, bộ chú giải của cái tạng vi diệu pháp, hay nó đúng hơn là bộ chú giải của bộ Dhammasangadhi, bộ pháp tụng là Atthasalandhi, trong đó đề cập đến rất đặc biệt là khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết kinh tạng, hay là ngài chế định ra về luật tạng, giới luật, thì ngài không cần vận dụng cái nhất thiết chủng trí nhiều. Nhưng mà khi ngài thuyết về Atida, Avitamma, thì ngài đã vận dụng nhất thiết chủng trí, nhất là cái bộ thứ bảy, bộ Bát Thanh Na. Và nếu khi mà chúng ta học, chúng ta có cái sự tác ý suy nghĩ, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự chi ly phân loại, nhưng mà không dư không thừa, không dư không thiếu, không dư không thiếu, không có sự mâu thuẫn, thì đó là một cái trí tuệ đặc biệt. Khía cạnh khác nữa là thấy biết như vậy đó, thì chúng ta tin rằng là cái tạng vi diệu pháp là Đức Phật thành thuyết, quả thật như vậy. Ở trong Atthasalandhi có trình bày khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết tạng vi diệu pháp trên cung trời Đau Lợi để báo hiếu cho người mẹ ngài. Bây giờ là thiên tử Tushita ở trên cõi trời đâu xuất xuống nghe pháp. Và khi mà ngài thuyết xuyên suốt rộng rã tính thời gian của cõi nhân loại là 3 tháng mùa mưa, tức là vào cái hạ thứ bảy của Đức Phật, và cứ mỗi một ngày như vậy đó, mỗi một ngày của nhân loại, thì Đức Thế Tôn ngài đã hóa thân có một vị chánh đẳng chánh giác giống y như ngài vậy, cũng tiếp tục ngồi trên pháp tòa thuyết pháp cho các vị chư thiên nghe về tạng A Tỳ Đà. Và người thật của Đức Phật thì lại đi xuống cõi người để khất thực độ nhập, nuôi cái sắc mạng quyền này, nuôi cái thân này. Và Đức Thế Tôn ngài có ước hẹn với tôn giả Sariputta, sau khi khất thực ăn xong sẽ gặp nhau ở tại bờ hồ Anuttara trên núi Himalaya Sơn, Himavantu.
Và khi đó Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết lại cho tôn giả Sariputta nghe về thắng pháp với những cái đầu đề Matika. Và chính tôn giả Sariputta Ngài đã thọ giáo Abhidhamma này từ nơi Đức Thế Tôn, và Ngài trở về chùa, Ngài thuyết giảng lại cho 500 vị tỳ kheo nghe. 500 vị này có duyên với cái tạng thắng pháp Abhidhamma, và với một bậc thinh văn, thượng thủ thinh văn đệ nhất của trí tuệ, tôn giả Sariputta Ngài đã hệ thống, Ngài đã chia chẻ, Ngài đã sắp xếp thành tạo vi diệu pháp. Thì thưa quý vị, con người họ cho rằng là vi diệu pháp ở cái tâm mắt, vi diệu pháp không phải do Đức Phật thuyết. Chỉ có người đời sau trước ta, hồi xưa khi mà chúng tôi còn trẻ, còn là vị giáo thọ sư trẻ, trẻ tuổi, chúng tôi nghe nói như vậy, chúng tôi bực mình lắm thưa quý vị, giận lắm. Cho nên khi mà nghe các vị tăng sinh thuật lại cho chúng tôi nghe, ở đây, ở đâu đó có những vị sư phát ngôn như vậy, là chúng tôi quở trách nặng nề và trình bày chỉ cho tăng sinh ở trong lớp học biết tại sao chúng ta phải tin rằng tạng vi diệu pháp do Đức Phật thuyết. Hòa thượng Giác Chánh, tức là sư trưởng, có người hỏi Ngài như vậy, Ngài trả lời rằng tại sao tin có Đức Phật, tại sao tin cái tạng vi diệu pháp là do Đức Phật thuyết. Thì Ngài Giác Chánh Ngài trả lời thế này: tôi không gặp Đức Phật, không biết Đức Phật có hay không, nhưng mà tôi đã học hiểu giáo lý tuyệt vời này, thì tôi nghĩ rằng là người mà thuyết giảng cái giáo pháp này mà toàn hảo, với văn nghĩa cổ túc không dư, không thiếu, không có sự mâu thuẫn, người đó là Phật vậy. Bởi phàm phu không ai mà có cái khả năng trí tuệ như thế đó được. Không ai có khả năng trí tuệ như thế đó được. Và nói đến cái tạng vi diệu pháp thì hỏi làm sao mà tin rằng là tạng vi diệu pháp do Đức Phật thuyết. Thì Ngài trả lời rằng tôi không cần biết. Cái lịch sử của người đời sau, họ muốn viết sao họ viết, nhưng mà tôi chỉ nói rằng chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác thuyết lên cái tạng thắng pháp này, cái tạng thắng pháp đó mới hoàn hảo, không có sự mâu thuẫn. Chứ còn nếu mà người đời sau trước tán, thí dụ như ở bên Bắc truyền, họ gọi là giáo pháp của Đức Phật là có tạng kinh, tạng luật và tạng luận, họ định nghĩa rất là ngây ngô là hễ cái gì mà thuộc về kinh là Đức Phật thuyết, mà là luận thì do các vị tổ thuyết, tổ viết.
Chúng tôi không tin rằng có một vị tổ nào mà có cái trí tuệ mà có thể viết, có thể thuyết cái tạng Abhidhamma được. Nhất là cái bộ Patthana là bộ vị trí, mà ở trong Atthasalini, cái bộ chú giải của tạng Vi Diệu Pháp, có nhắc đến rất là nhiều về cái nhất thiết chủng trí mà Đức Thế Tôn ngài thuyết cái tạng Vi Diệu Pháp, cái bộ Patthana, bộ vị trí, hay là cái bộ duy hệ. Khi mà ngài thuyết các cái bộ khác như bộ Pháp Tụ Thamasangani hay là bộ phân tích Vi Phân Gá, bộ nguyên chất ngữ Tha Túc A Tha, bộ nhân chế định Bút Ca La Ba Nhất Tí, bộ ngữ tâm và Thông Qua Thú, bộ song đối với mắt cá, thì sau bộ đó ngài thuyết thì Đức Thế Tôn ngài chỉ tỏa hào quang bình thường. Bình thường thì thân của Đức Thế Tôn luôn luôn có cái hào quang từ thân ngài phát ra một ánh sáng trong ngần khoảng một sải tay, một sải tay của ngài. Nhưng mà khi mà ngài thuyết về cái bộ Patthana thì hào quang của ngài không phải tầm thường, mà hào quang đó là hào quang sáu màu tỏa sáng khắp nhân thiên. Cái điểm đó là điểm rất là kỳ diệu. Cho nên ở đây ai mà dám tự nhận rằng chính tôi đã viết, đã thuyết cái tạng luận Abhidhamma A Tỳ Đàm, thì người đó là người họ rất là nông nổi và đại ngôn, vì cái trí tuệ của họ không thể nào mà làm nên cái chuyện đó, ngoại trừ Đức Phật là bị chánh đẳng giác thôi. Cho nên ở đây thưa quý vị, cái sự phân loại với kết cấu ly chi mà không có mâu thuẫn, không dư, không thiếu ở của tạng Diệu Pháp sẽ giúp cho chúng ta nhận thức được ở thấm thoát tạng phải là một con người có trí tuệ đặc biệt như Đức Phật mới thuyết được. Và chính cái tạng Vi Diệu Pháp nó đã trở thành một cái nền tảng cho tạng kinh và tạng luật. Quý vị không tin đó, thì quý vị cứ đọc chú giải của kinh tạng Trung Bộ, Trường Bộ hay chú giải của luật tạng, quý vị sẽ thấy rằng là mỗi khi nhắc đến cái bài kinh đó, cái đoạn kinh đó, câu Phật ngôn đó, mình đúng băng cả ma tham ma, mình đúng sức tham, mình đúng ma gia, ý dựng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, thì tự nhiên thì ở trong chú giải khi mà giải thích bài kệ này là đều phải lấy ý nghĩa từ nơi cái tạng A Tỳ Đàm Abhidhamma Pitaka để mà giải thích. Nếu không có tạng Vi Diệu Pháp thì không thể nào mà chú giải được nghĩa lý trong kinh tạng một cách sâu sắc. Và không có ý nghĩa của tạng Vi Diệu Pháp thì không thể nhận thức được những cái điều luật mà Đức Thế Tôn đã chế định một cách chặt chẽ. Cho nên chúng tôi có hai cái thói quen. Hễ mà chúng tôi đọc quyển sách nào mà ở trong đó
có hơi hám của vi diệu pháp đó, là chúng tôi mới thích đọc. Còn nếu như mà bỏ vi diệu pháp ra thì cái quyển sách đó đối chúng tôi như là một quyển tự thuyết thôi. Lại nữa, những cái quyển sách nào mà thuộc về kinh điển mà có chú thích Bali, có dẫn chứng Bali thì chúng tôi mới thích. Chúng tôi biết rằng là cái quyển sách đó đã được nghiên cứu trừ từ trong tâm tạng Bali. Chứ còn mình viết khơi khơi đọc thì chúng tôi nghĩ rằng đó chỉ là cái tư tưởng sáng tác ra mà thôi, chứ không phải là chính thống lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi có hai sở thích đó. Thì chúng tôi có một vài chia sẻ với quý vị qua cái câu tội số 2. Ồ, chúng tôi đã làm mất thời gian của quý vị quá. Bây giờ là đã hơn 10 giờ rồi. Xin chấm dứt ở đây. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú cái trường trường thọ tuệ sư. Quý vị, chúng ta qua lời của trường thọ tuệ sư thì có thể chúng ta dùng cái ngôn ngữ của ngày hôm nay để chúng ta nói lại những điều trường thọ tuệ sư vừa nói. Ví dụ chúng ta viết một cái lập trình của computer, ở trong lập trình đó mà nó chỉ cần một điểm sai thôi thì nó không thể chạy được, nó gọi là context error, nó không thể chạy được mà tất cả đều nó phải thủ thiếp, nó phải liên lạc, nó phải cái chữ này chúng tôi cũng phải dùng chữ của sư tiểu tri là mượt mà, nó phải mượt mà nó mới chạy được. Nếu nó có một cái lỗi gì nó không chạy được, nó lạ lắm thưa quý vị. Quý vị biết một cái lập trình, một cái thảo chương mà nó có mượt mà, nó có chút trục trặc thì nó không chạy được. Thì ở trong cái sự phân loại của thắng pháp và điều mà trường toàn tự siêu có thể nói thực ra nó ít thôi. Nếu mà quý vị nghe đi vào trụ thế giới của duyên hệ đó thì quý vị mới thấy nó đòi hỏi sự mượt, nó đòi hỏi sự liên lạc. nó một điểm nhỏ thôi nó cũng không được, lạ lắm. Dạ. Cái này thì về sau này càng lúc thì chúng ta sẽ thấy giống như một cái cao ốc lớn, như là mình thấy một cái tòa nhà cả trăm tầng, ở trong đó nó có nhiều cái kết cấu khác nhau mà sự tính toán nó phải chuẩn xác, không thì nó sụp sụp. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma. Kính chuyên chuyên tăng đã vào trong được thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy, sa thủ lành thầy. Còn nhiều việc thay mặt chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lo lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thăng tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các từ trong chánh pháp nhiệm mộ của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Trước khi mở nhạc thì xin được kính mời quý đại hữu nào xong chương trình rồi thì ở bên Zoom có trực tiếp truyền chương trình tưởng niệm ngày tỉnh giác ở bên Zoom. Quý đại hữu nào muốn theo dõi thì xin qua bên Zoom.
Thank you.